Ô tô nặng 2.350 kg đi qua sàn gỗ ngoài trời Timberman hai lần liên tiếp mà không hề làm sàn bị gãy hay sứt mẻ, khẳng định độ bền bất chấp của sàn gỗ ngoài trời Timberman, mua một lần dùng cả đời. Sàn gỗ Timberman là sàn gỗ ngoài trời có thương hiệu uy tín được nhiều đại lý trên khắp cả nước phân phối. Sản phẩm được sản xuất theo công nghệ Nhật Bản nên hoàn toàn có thể chống nước, chịu tia cực tím và nắng mưa bụi bẩn ngoài trời. Ván sàn Timberman được sản xuất từ hạt nhựa PE, bột gỗ tự nhiên và một số chất phụ gia làm đầy có gốc cellulose hoặc vô cơ. Các nguyên liệu được ép đùn và phun đúc tạo thành các tấm ván gỗ chắc chắn và bền đẹp. Vật liệu sàn gỗ ngoài trời Timberman có nhiều công dụng như lát sàn nhà tắm, ban công, làm sàn hồ bơi, che nắng, hàng rào, pergola.